Xin chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với cái đề tài Ban Ly là ai. Nếu mà các bạn theo dõi những cái video trước của mình thì các bạn biết mình hay bàn về cái nhân vật Ban Ly này. Thì trong cái video vừa rồi mình khẳng định là Ban Ly không phải là Lý Thanh Bình. Nếu các bạn thắc mắc thì coi lại cái video trước đó. Thì hôm nay mình đào sâu vô Ban Ly là ai. Ban Ly là ai mà có phải đó là một cái nhân vật đã điều khiển được Vương Phạm, Lân Trương trong những cái dự án 141 và 550? Kể cả cái vụ mua nhà hàng lẩu và vụ hàng lẩu thì nổi tiếng có dính thêm Khoa Bắc và nói là đập phá rồi xây lại cái nhà hàng tiền tỷ vậy đó. Rồi Vương Phạm thì có cái câu nói là nhìn đâu cũng thấy tiền. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nhìn trên channel của Vương Phạm thì tôi thấy đâu cũng là đóng kịch. Không có cái gì là thật hết. Thì cái người đứng sau đạo diễn những cái màn kịch trên sân khấu đó là ai? Trước tiên á, thì mình cũng nói sơ qua. Ngay từ những cái video đầu tiên á, tôi đã bày tỏ cái sự nghi ngờ rồi. Có một cái thế lực rất lớn, không phải một người mà một đám và có thể rất là nhiều đám khác nhau. Tôi đã đặt nghi vấn về cái mối quan hệ giữa Lý Lê và Vương Phạm, ai là chủ, ai là tớ ngay từ đầu. Và từ đó tôi đã lần mò ra những cái dây mơ rễ má phía sau. Có lần tôi mò ra một cái đám khác, nhưng mà tôi không muốn đụng tới chút nào hết. Bởi vì cái kiến thức của mình có giới hạn trong một vài phạm trù thôi. Thì mình, bởi vì họ làm im, làm ăn, họ đã không nổ, không phát, đó là chuyện của họ. Mình không có muốn dính vô. Nhưng mà với Vương Phạm thì Vương Phạm diễn quá lố, quá lộ liễu. Cho nên ai cũng có thể nhìn thấy được. Từ đó nó kích thích sự tò mò. Tôi muốn đào sâu hơn. Muốn chia sẻ với cộng đồng mạng những điều gì tôi đã tìm thấy. Có những lúc tôi cũng thất vọng. Có những lúc tôi cảm thấy như mình là đối chọi với một cái lực lượng quá lớn mà mình quá yếu đi. Mình không có thể nào mình làm được. Rồi có những lúc tôi cũng đã bỏ cuộc. Nhưng mà khi mà tìm ra điều gì tôi giữ yên trong lòng tôi thấy cũng tiếc. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn những ai mà quan tâm, những ai mà có cái ý muốn đóng góp cho xã hội sạch sẽ hơn. Còn nếu mà ai làm ăn phi pháp hay là điều gì đó thì có những cơ quan, nhà chính quyền họ sẽ điều tra rồi buộc tội, chứ tôi thì không có buộc tội ai hết. Đây chỉ là cái sự tò mò và đi tìm hiểu sự thật. Tôi đã đặt dấu hỏi về Ban Ly từ 8 tháng trước, đến hôm nay thì là đã 9 tháng trước rồi. Nhưng mà không có cái gì là cụ thể. Chỉ là một cái sự suy diễn trong cái ý của mình, suy diễn logic trong cái ý của mình thôi. Khi mà tôi tìm ra cái điều gì, tôi đã tìm ra 8 tháng trước nha, mà tôi vẫn không nói là bởi vì mình không có chắc chắn. Nhưng mà tại sao mình không có chia sẻ của suy nghĩ của mình? Khi mình đưa ra biết đâu có những cao nhân, họ ở trong cái lĩnh vực đó, họ vạch ra, giúp ích cho họ. Và cũng có thể nếu mà làm ăn gian dối, phi pháp, nhất là phi pháp nha, thì nội bộ nhất định sẽ có cái sự tranh giành quyền lực, quyền lợi xảy ra. Thì lúc đó những cái thông tin của tôi, những người đó họ sẽ cung cấp thêm cho tôi. Và tôi sẽ có bằng chứng cụ thể. Bây giờ tôi sẽ xin đưa ra một cái mũ, cái áo có cái mũ trùm. Thì ai trong đưa ra cái tính chất của Ban Ly mà tôi đã thu thập qua những cái mà anh ta thể hiện trên cái màn hình. Thì tôi cảm nhận, đó là cảm nhận của tôi ngày qua cái đầu óc của tôi. Một người già, một người đàn bà già, trình độ giới hạn. Thì tôi thấy rằng anh ta thông thạo Anh lẫn Việt. Trong văn viết, chứ tôi không chưa hề nghe, anh nói thì anh lén lén lút lút thì tôi không biết. Tôi không, với lại tôi cũng chưa biết anh là ai nữa. Thành ra tôi chỉ đọc trên cái lời anh viết thôi. Thì anh là một người thông thạo tiếng Anh, tiếng Việt. Gọi là Anh ngữ và Việt ngữ. Chắc chắn anh phải ở Mỹ trên 15 năm và đang giữ quốc tịch Mỹ. Tôi cảm nhận qua cái sự tự tin của anh khi anh nói anh tìm hiểu về luật pháp Mỹ như thế nào. Tôi đoán anh ít nhất là ở Mỹ trên 15 năm. Anh sai lỗi chính tả, hỏi ngã, chữ để, chữ thể đều là dấu ngã. Điều đó để tôi nhận ra, để khẳng định anh không phải là Lý Thanh Bình. Một yếu tố để tôi xác định, chứ không phải chỉ nhìn cái chữ đó mà xác định ra là Lý Thanh Bình. Cái điểm thứ tư á là anh là realtor. Anh là cò đất, là môi giới của bất động sản. Bởi vì có những cái video trước tôi đã nói về cái nhân vật cò đất này rồi,
thì các bạn muốn đi tìm hiểu trở lại. Và cái điều thứ năm, anh hiểu rất rõ về các dự án của Vương Phạm, nhất là 141. Những giấy tờ của Vương Phạm xài không phải là những cái dự án của anh ta sẽ làm, đang làm, mà đã làm từ có những cái dự án của một nhân vật khác. Mà hôm nay tôi muốn điều tra nhân vật đó là ai. Thì cái Bentley này tôi đưa ra, đưa cái mũ, có mũ đội áo đen, chưa có khuôn mặt thôi. Thì các bạn dùng cái trí của mình để tìm những cái nhân vật tôi đưa ra có phù hợp với cái áo cái mũ này không, gồm cả 12 tính cách. Cái thứ 6 nữa, anh ta nắm rõ căn bản của quy trình đầu tư các dự án phát triển xây dựng và về địa chất luôn. Nói thiệt á, tôi đọc cũng nhiều, nhưng mà những cái mà về đầu tư dự án phát triển xây dựng bất động sản được gì rất là nhức óc. Nếu mà người ta làm ăn đàng hoàng á, thì tôi nhìn vô tôi hiểu liền. Ví dụ như cái chuyện của Khoa Bắc mà nó làm về những cái đồng tiền coi á, tôi chẳng cần là chưa bao giờ biết coi là gì nghe, chưa chơi nha, mà nghe nó kể rồi đi tìm hiểu là tự tôi hiểu là tôi làm, tôi giải thích cho người ta, đó là tôi nắm vấn đề được liền. Còn những cái dự án của Phương Phạm á, nó xáo nó xào từ công ty này để chuyển qua công ty khác, rồi từ tôi nhìn tôi phải nói là rất là loạn, rất là khó hiểu. Bởi vì người ta không có đưa giấy tờ mình mà người ta xào xáo đố mà đứa nào mà tìm ra được. Rồi cái thứ 7 á, là cái anh này á, muốn che giấu cái thân phận thật sự của anh ta. Thì ai lên nét khi lấy một cái nick thì họ cũng muốn che giấu thân phận, tất nhiên rồi. Ngoại trừ những người mà họ muốn ví dụ như là họ có cái website riêng hay gì á, họ biết, chứ còn một cái nick đi vô comment á, thì chuyên môn lấy tôi cũng như tôi đây, thì tôi lấy cái nick bao đồng, mà có thể là tên tuổi thật của tôi là chồng tôi hoặc là con tôi, không phải là tôi. Thì cái chuyện mà muốn che giấu thân phận là chuyện tất nhiên rồi. Thì anh này á, cái đặc biệt á, những cái tì vết, những câu nói, những cái comment của anh á, là anh viết xong là anh xóa. Anh viết xong trong anh biết là tôi đã đọc rồi là anh xóa. Anh viết cho ai đó, anh biết họ đọc xong là anh xóa tích tắc à. Cho nên những cái lời của anh á, tôi biết trước, tôi copy lại, tôi post ra một cái comment khác. Ảnh chỉ delete những cái comment lẻ tẻ, giống như cái gốc vẫn còn, nhưng mà những cái nhánh ảnh nó cũng chặt cho cái gốc của tôi, ảnh chặt không được, thành ra tôi mới giữ lại được của ảnh. Còn những cái comment lẻ tẻ ảnh viết ra là tôi copy, tôi save lại liền à. Rồi, cái tính cách thứ 8 của nhân vật Bentley này á, là gì? Ảnh luôn luôn phủ nhận, ảnh không biết gì về Fastboy Marketing, không biết Vương Phạm là ai, không biết cái tập đoàn đó là gồm những ai, ảnh không biết gì hết. Ảnh chỉ là một người bàng quan trong khi ảnh nói chuyện với những người theo dõi cái kênh của tôi. À, đó là. Nhưng mà ảnh thứ 9, cái tên chắc thứ 9 là bên vực 100%, không nói mà 99% 98% gì hết. Bên vực 100% trên hai cái kênh của Vương Phạm và Brand Alarm Official gì đó. Bất chấp sự thật, kể cả với những vụ nổ máy bay á, một đứa con nít nó cũng biết là nổ rồi. Mua nhà hàng tiền tỷ thì rồi, tại vì trong cái vụ mua nhà hàng tiền tỷ thì nó có thể là sang lại cái bản quyền hả, rồi nó có thể sửa sang ở phía trong để cho phù hợp với cái chuyện làm ăn của nó. Nhưng mà cái chuyện đập lại này kia là nó xạo nó láo rồi. Mà sau đó cái vụ nhà hàng này nó cũng có thể là nội bộ nó lịnh xịn, nó lúc đầu nó cũng có ý mua, nhưng mà sau đó nội bộ không có làm ăn nữa thì nó chưa xong cái điều này ấy. Nhưng mà nói cái mà người ta nói xạo nó láo á, là ở cái chỗ mà làm sao đập được cái nhà hàng của người ta mà làm lại, nó muốn như mua luôn cả cái building đó. Nó đặt, nói mà cạc để người những người xem họ đọc không kỹ, hay là họ không hiểu về những cái chi tiết ở sống ở đời sống ở Mỹ, là họ hiểu đây là muốn lừa ở Việt Nam thôi, giống Mỹ nghe là biết là xạo rồi. Mà nhất là anh có 4 dự án, nhưng mà hai dự án nổi bật là cái dự án 141 và 550. Là ảnh bên ngực 100%, ai nói vô là chết với ảnh. Rồi cái thứ 10, luôn luôn sách Fastboy Marketing là I Buy Beauty xếp hạng là cao trên incorporation 5.000 đô la, để đâu cũng khoe cái đó ha. Rồi cái 11, luôn có mặt trên các channel vạch trần cái phép của kênh Vương Phạm và kênh Brand Alarm. Cái nào mà vô ló cái đầu vô hả, mà che bai là cái gì á, là ảnh vô là ảnh hù dọa là nói sai phỉ báng rồi này kia. À, cái đó thì cho qua điều 12 đi. Những ảnh vô ảnh trả lời là comments ha, rồi email người ta này,
rồi gọi điện thoại người ta hăm dọa kiện cáo cho tội vu khống phỉ báng. Ảnh đã chỉ vô mặt tôi là ông mẹ chỉ vô mặt làm sao chỉ được, chỉ vô cái hình giả của tôi trên cái hình tôi vẽ trên internet làm một cái profile thôi, thì chỉ ảnh chỉ vô cái hình ảnh chửi tôi là nói mẹ em nói xạo xạo tao coi như là mày coi chừng là mình ta là mày bị kiện rồi đại khái mình cho tới sạt nghiệp á, không có cái quần mà mặc luôn á ha, ngon lành ha. Rồi bây giờ với 12 tính cách đó, các bạn nghĩ anh này ảnh cái mũ này gồm 12 tính cách nó phù hợp với nhân vật nào ha. Bây giờ mình nói đi qua đây là những nhân vật tôi đưa ra, những nhân vật mà tôi nghi ngờ, những nhân vật mà làm tôi không biết ai mặc vừa cái mũ này, cái áo mũ này, thì gồm có Lý Thanh Bình, dĩ nhiên, tại vì tất cả cho đến bây giờ cộng đồng mạng cho rằng cái anh Bentley này là Lý Thanh Bình. Cái anh Bentley này, cái nick, cái tên Bentley này đã là gọi cái anh Lý Thanh Bình này là anh Bình Phi Công. Đúng rồi, ảnh là Bình Phi Công là bởi vì ảnh có cái bằng lái máy bay, trực thăng hay gì tôi đặt rồi cũng quay rồi, đại khái đó. Ảnh tham gia cái tổ chức của Vương Phạm làm đóng vai là phi công lái máy bay, trong khi cái chiếc trực thăng đó họ đã thuê cho trực thăng là họ có luôn cái người lái trong đó rồi, anh ấy chỉ ngồi bên cạnh, anh đóng vai phụ thôi. Cái dạy của anh này là anh đi ra anh khi mà tìm hiểu về cái lý lịch anh này rồi mình sẽ đưa cho các bạn coi về lý lịch của anh này, thì anh này á ảnh chỉ có hai điều kiện là phù hợp với cái áo này thôi. Cái áo này là hồi nãy mình nói á là có 12 tính cách phải không, thì anh này chỉ hợp với cái tính cách đó là một với hai thôi. Một là gì? Một là thông thạo Anh Việt, thứ hai là anh ở Mỹ trên 15 năm và có quốc tịch Mỹ, chỉ có thôi. Còn cái tính cách anh này á, mình chỉ dòm ảnh qua các clip của Vương Phạm, mình chưa tiếp xúc với ảnh mà thấy á, thì dòm cái cách á, là mình nghĩ ảnh lâu ở sống ở Mỹ lâu, nhưng mà mình lại ngạc nhiên một người sống ở Mỹ lâu mà sao ngu quá vậy. Về danh dự anh này, ảnh đã nói chung là anh này không phải là thứ giỡn đâu nha, là đã từng ra ứng cử, đã từng này kia đại khái đó. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu anh á thì đại khái để mình có một clip nói riêng về anh này, nhưng mà không biết sao mà che hay là ảnh tới tuổi về hưu rồi. Ảnh sinh năm 1956, thì năm ảnh do Vương Phạm làm á, năm ngoái mà, thì ảnh đã tới cái tuổi đi retire rồi. Cái tuổi đó là họ đã retire là cỡ trước đó một năm nữa, thì anh ấy retire rồi do tức là về hưu rồi do Vương Phạm làm. Thì mình không hiểu vì sao ảnh lại đi chơi với một cái đám như vậy. Rồi cái thì bản thân mình á, thì mình thấy anh này ảnh áo này quá rộng cho ảnh, ảnh mặc không đủ, ảnh mặc không vừa. Rồi cái nhân vật thứ hai là nhân vật Nguyễn Danh Lam. Cái nhân vật này á chính là cái người biến Vương Phạm, một cái đứa cù bắt không ai biết tới, ảnh đã coi như là có công ty nha, từ năm nói là 2012 này kia, nhưng mà chẳng ai biết tới cái anh Vương Phạm cho tới khi Nguyễn Danh Lam đi ra tay coi như là tung chưởng bằng cái tài, những cái gọi là hồi xưa mình học văn mình nhớ là lấy cán bút rồi gì của bên Nam, hồi sau 75 mình học á, làm đoàn xây chế độ rồi gì đó, là anh này chính là vũ khí của ảnh là ngòi bút. Ảnh viết tăng bốc này vẽ râu, vẽ rồng, vẽ rắn rễ một Vương Phạm không ai biết tới trở thành tỷ phét. Các bạn muốn gọi triệu phú tỷ phú gì đó thì bây giờ tôi gọi tỷ phét để không dính líu gì tới cái tỷ phú này, tôi nói một người như vậy thôi. Thì cái chính là Nguyễn Danh Lam. Nguyễn Danh Lam đi qua Mỹ cũng là một khi mà ảnh qua Mỹ năm 2016-17 để hồi mình viết về chi tiết thì mình nhớ, còn mình nói thì mình không có nhớ, mình nói mình phải đọc cái tài liệu mình cứ để trước mắt mình mới nhớ, chứ mình không có để vô đầu, mình phân tích dựa trên tài liệu chứ mình cũng không biết ai là ai hết. Thì mình chỉ dân thì cái anh này, chính anh này anh đã đưa qua là một người tên Hiệp đi dạng EB5 năm 2016-17 vậy đó, đi qua Mỹ đó, là anh này chuyên đi qua Mỹ cũng cái dạng EB5, EB3 rồi có để đưa vợ con đi trước cái dạng đó, rồi anh đi qua sau là cũng cái tại vì đi EB3 mà khi có B5 rồi cũng vậy, thì họ có thể bảo lãnh gia đình đi mà, thì gia đình được đi kèm. Thì đây là mình xét về đó, là biết cái lý lịch của anh này và kết nối Việt á, ai mà ở trong kết nối Việt hả, tôi biết kết nối Việt từ khi họ mới mở ra, bởi vì bạn bè của tôi có rất nhiều người làm member ở trong đó, làm member ở trong đó, nhưng mà không biết lý do gì tôi với tên Thiệt hả, với cái profile thiệt trên Facebook mình xin vô, tại vì tôi nghe là trong đó có nhiều người viết văn hay, tôi là một người thích viết,
mà không biết lý do gì mà mình xin vô nó không có cho vô. Hà ngộ ghê, không biết lý gì vậy. Mình gửi mấy lần luôn mà nó không cho vô, cách đây 5-6 năm về trước hả, chứ không phải nói bữa nay đâu. Bữa nay là ai thèm vô làm cái gì ở trong đó, khi mình biết rõ về nó là vô làm gì, nhưng mà trước đây xin không cho vô là mình không biết, nghĩa là nó chọn thành viên, nó chọn ai làm member của nó chứ không phải là ai muốn xin vô. Những đứa mà có liên quan tới làm nail, những đứa mà đang ở Việt Nam hay là đang du học, hay đại đại khái mà có tiền, hay là có nhắm mà được mà để làm EB3 EB5 á, là sẽ được vô. Hoặc là những cái đứa mà làm cái gì mà liên quan tới nail á, chẳng thấy mình rồi, ví dụ nghề nghiệp là kỹ sư bác sĩ gì gì á, đâu có cho vô, nó sợ. Tại vì trên Facebook là mình hay để thiệt không, nó đã nhân vô mấy cái nghề mà mình thấy cái kiểu này vô là mà moi cái đầu nó ra, nó sợ, nó đâu có chọn vô. Mà hồi đó mình chưa nghĩ tới, mình chỉ nghĩ ủng cái mặt mình nhìn mọi cũng đẹp chứ, đâu đến cái hình profile của mình cũng được chứ, đâu đến nỗi gì mà sao nó không cho mình vô, lý do gì ta. Rồi bây giờ thì các bạn cũng hiểu là nó chỉ chọn thành viên thôi, bởi vì nó là cái chỗ đó là cái chỗ để nó hoạt động. Rồi thì cái nhân vật này á, nó gồm những cái gì thì mình thấy nó số 5 là gì, hiểu rõ các dự án của Vương Phạm. Nói nè, mình viết 5P tức là possible thôi, tại vì mình nói số 5 này á, là mình nói là hiểu rõ các dự án của Vương Phạm, nhất là 141. Nhưng mà cái anh này á, là chuyên đi về Facebook marketing á, hay đi quảng cáo rồi, cái đó là mình nói sao ha. Năm á, thì mình cho cái điều năm của ảnh đó là hiểu rõ các dự án của Vương Phạm, thì cái này possible thôi, chỉ là 30-40% thôi, thì cái áo cũng còn rộng ha. Và cái điểm thứ 7 của ảnh á, muốn che giấu thân phận. Cái anh này á, bạn tưởng tượng đi, một người mình bắt nha, rồi vô Đà Lạt rồi gì sinh sống cha mẹ rồi vô, rồi sinh sống nhẹ rồi cái thành một cái nhà văn văn nhà văn nổi tiếng, đầu óc họ đâu phải dễ dàng đâu. Rồi họ đi qua qua Mỹ thì đứng đầu, họ họ với cái mục đích của họ như vậy là họ phải làm theo khẩu hiệu, làm theo đơn đặt hàng thôi, thì cái chuyện chống cộng của anh này khỏi cần giải thích nhé. Rồi cái điều thứ bảy, dĩ nhiên là anh giấu cái con người thật của anh, tức là mình nói che giấu thân phận là vậy, chứ tên tuổi anh đưa ra lúc đầu anh qua Mỹ anh lấy tên, anh không có lộ diện là tên Nguyễn Danh Lam, anh lấy một cái nick khác anh hoạt động. Rồi sau đó là anh thấy là khó bề giấu, với lại muốn làm ăn mà kiểu này anh mới lấy ra. Nhưng mà anh lấy coi như là anh nghĩ rằng cái chuyện chống cộng của anh đủ 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 để che giấu rồi, để mà anh lột cái mũ trùm ra để anh hiện ra một Nguyễn Danh Lam. Nhưng mà cái Nguyễn Danh Lam nè, nếu có dịp mình sẽ làm một clip riêng về ảnh, là ảnh là giống như là human resource manager hay gì, là những ngày đầu tiên của Vương Phạm khi chưa có nhân viên nào, những nhân viên rừng cột ở trên đó, thì anh này chính là người nhận nhận cái thằng gì mà niềng răng quên rồi đó, thằng Thảo gì đó đã vô. Tại vì anh kể trên video clip, tôi lấy cái video nó xuống rồi, tôi download xuống, tôi save lại rồi, nhưng mà tụi nó delete hết trơn rồi. À, tại vì nó dính vào chợ bữa hôm đó tôi nói, tụi nó ngửi lẹ lắm. Tôi mới nói trong một cái comment thôi nha, mà đi delete về video đó. Cái video đó trên các cái nghiệp thảo, thảo nghiệp gì đó, à, thảo niêm, là nó delete rồi. Tại vì cái đầu óc tôi bây giờ không có nhớ gì, ít nhớ lắm, chỉ nói là qua tài liệu thôi, chứ còn cái người nào tôi phải ghi ra, tôi muốn tìm hiểu là tôi phải ghi ra. Rồi thì nói về cái anh này cũng dài dòng ha. Rồi tới mà số 7 á, tức là muốn che giấu thân phận, là ảnh cũng possible thôi, tại vì ảnh loại cái tên ảnh ra, ảnh loại cái mặt ảnh ra, mà chỉ cái true image của ảnh, tức là cái con người, cái tính, cái thực của ảnh á, ảnh giấu đi. À, thì cái đó tôi cho 7 là possible thường 7 bi thôi. Rồi cái số 9 á, bên vực 100%, cũng không có bên vực lắm, tại vì nó chỉ, tại vì nó giả đò, nó chờ nó che con lý lê đồ này kia, hay là nó chỉ nói Vương Phạm cũng là Vương Phạm cũng là ok, cũng được, là thông minh tài giỏi rồi này kia. Tại vì nó đã viết cái bài nó khen là thông minh tài giỏi, không lẽ bây giờ lại nó ngược lại, thì thành ra nó phải nói vậy. Mấy đứa này cái lưỡi nó kinh lắm, nó nói được bẻ quẹo đường nào cũng vậy thôi à, cái lưỡi không xương mà. Rồi cái điểm số 10 á là gì, luôn khoe Fastboy Marketing I Buy Beauty xếp hạng trên Incorporation 5000 rồi đại khái. Tại diễn viết bài mà mấy đây là khẩu hiệu của nó để dụ, thì nó cũng giống cái nhân vật mà nhân vật Benny. À, rồi coi như là nó chỉ có ba cái nhân vật mà Nguyễn Danh Lam này á, nó chỉ có bốn cái tính cách, ở trong 12 tính cách nó chỉ có bốn tính cách, Bình Phi Công chỉ có hai tính cách,
Rồi, coi như mình đưa ra, các bạn nào muốn thêm thì cứ thêm nha. Rồi, bây giờ nhân vật thứ ba là Tống Nguyễn. À, cái anh này á, phải nói là có mặt trên từng cây số, có mặt trên từng cây số các dự án của Vương Phạm. Thậm chí đi qua Denver đi gì á, cái hình này là tôi lấy trong cái ảnh đi qua Denver nghe. À, đi để mà quảng cáo cái Gochitin rồi đại khái á, hoặc là đi cái vụ cái đi Holden á với Vương Phạm, cái hồi Vương Phạm với Lâm Trường tới á, thì cũng có cái mặt anh này trong đó nữa. Rồi tới nhà hàng, những cái phi vụ làm ăn của băng đảng này á, luôn luôn có cái mặt anh Tống Nguyễn này. À, các bạn để ý nha, tôi không biết gì về anh này, các bạn ai biết cho thêm tin tức để tôi làm một cái clip về anh này, để cho mà mọi người biết, chứ đừng có nghĩ cộng đồng này, cái tụi này ngu hết trơn gì cộng qua, hay là tôi không muốn nói tới chính trị này. Thực sự con người tôi không có muốn nói chính trị hay tôn giáo gì, tôi chỉ muốn nói là những cái trò chơi của tôi á, là chỉ đầu óc thôi, không có dính líu gì tới chính trị hết, chỉ là thấy đừng có tưởng người ta ngu rồi cạc rồi muốn mà múa may thế nào thì múa, thì tôi muốn tìm hiểu là tôi thấy là tôi nghi đó, nhưng mà không có bằng chứng. À, tôi muốn có ai mà các bạn biết rõ về anh này thì cho tôi tài liệu đi, tôi sẽ làm clip cộng với cái đầu của tôi suy nghĩ ra, thì tôi làm với cái khả năng điều tra của tôi, thì tôi, nhưng mà cái khả năng điều tra của tôi đây, nhớ rằng tôi chỉ xài những cái tài liệu công cộng nha, không bây giờ thèm trả tiền luôn á, không cần trả tiền, ai xài cũng được. À, cái tiếp nữa là cái anh muốn nói cái anh Tuấn Miễn này á, nói chung không biết cái gì về ảnh, chỉ thấy ảnh xuất hiện vậy thôi. Anh này khoảng không biết tuổi luôn á, cỡ 60 tuổi luôn ta, năm từ 55 tới 60 cũng có một cái, không biết. Nói chung là không biết, ổng không biết ổng qua Mỹ lâu chưa, hay là, mà dĩ nhiên thì mình nghĩ rằng phải là qua lâu rồi mới dám lộ diện. Nhưng mà ảnh lộ diện kiểu này là cũng núp và là hái hái vậy, đâu có bây giờ mà rõ ràng ra là làm cái gì đâu. Thấy mang cái ba lô đi thắp tùng theo cái đám đó thôi. Rồi, cái nhân vật kế tiếp, thôi mình để cái nhân vật nó sau ha. Tại vì bây giờ mình xét tới cái hai cặp này. Cái cặp, tại vì á, mình đem Vương Phạm với Brenda ra mình nói á, là vợ chồng thì của vợ công chồng, hai người này thì làm chung với nhau, mình để chung vô cặp đi. Thì với lại cũng nhiều người do không biết họ cho thông tin thật hay là họ vô để mà coi như là rắc cái họ cái là giả mù mưa sai vậy đó, để làm cho người ta hiểu có thể là cái anh cái anh thật của Bentley á, cái anh phía sau của Bentley á, anh sợ cho nên anh phải đưa ra nhiều cái nhân vật để cho bà con, tại vì hù ráng đưa Lý Thanh Bình, là Lý Thanh Bình này bị chửi te tua luôn, chửi mà phải nói là nếu ông này nghe nói có một đứa con trai, một con trai nó chắc lớn rồi, là thiệt không sống nổi với cha mà bị cộng đồng mạng chửi cái đó là phải là quá sức á, nói thiệt á, mình đọc mình cũng đau lòng giùm nữa. Thực sự tại vì mình cũng có một cái video viết về làm về ảnh, nhưng mà mình chỉ phân tích là cái xạo, cái láo ở trong cái đóng kịch thôi, chứ mình chưa hề đụng tới nhân phẩm hay là tư cách của ảnh, không dám nha, mình không bao giờ đụng tới những cái gì. Nhưng mà ổng bị chửi lầm á, mấy người coi lại coi chừng chửi lầm ổng á, nhưng mà tại ổng dạy ổng đi chơi với cái đám đó rồi, đó là một cái bài học cho những đứa mà chơi với những đứa xấu là dính cái xấu của nó vô á, ráng chịu. Rồi bị nói thêm xét về cái áo mặc cái hai vợ chồng đi, một người chứ không phải mặc hai người chung vô cái áo này nghe, xét từng đứa thì mình thấy hai vợ chồng này á, không có cái gì mà mặc được cái mấy cái áo này, tại vì nó đóng kịch, nó lộ ra, nó không có, ví dụ như là nói về những cái dự án của nó, Vương Phạm này chuyên môn nói có thể hay là cỡ khoảng này kia, không có con số, không bao giờ mà có cái chính xác hết trơn á, tại vì mà nói thiệt á, mình phải cá nhân của mình này, thì mình phục nó, rất là phục, bởi vì thì thực sự mình muốn tìm hiểu về một nhân vật nào đó, mình phải đọc, mình hiểu rõ, mình nghiên cứu này kia mình mới dám nói. Còn anh này hả, những cái dự án đó trời ơi là trời, quá chừng là step là gì à, quá chừng những cái bước á, rồi nó liên quan rất là nhiều lĩnh vực, mà toàn là những lĩnh vực của kỹ sư không, hay là ngân hàng cũng là những người là gọi là phải là professional tâm linh, mà ảnh dám ra ảnh diễn là phải, tuy là ảnh diễn á, người ta thấy ảnh là xạo hay là diễn không hay rồi này kia, nhưng mà để nhớ cái vai nó đâu có phải dễ đâu. Trời ơi, quá chừng luôn. Làm đất rồi khai thác rồi, ông em coi cái địa chất rồi coi xây dựng rồi trời ơi, thôi quá nhiều. Nói chung là nếu mà mình làm như ảnh không có làm được. Mà anh này cái đặc tính của ảnh là gì? Có gan to lắm. Liều, biết không sợ súng. Thành ra họ mới chọn đó nhân vật làm tấm bình phong. Còn riêng với cái cô Brenda Lam này á, mình nghĩ cổ là chồng làm thì cổ đợi cổ đứng chung thôi, chứ cô này
cổ không có một khả năng, người ta nói cổ là Anh ngữ rồi học là học đi đi làm clean răng đồ này kia, nhưng mà học cái đó thì vô Community College học mấy tháng ra làm mà đâu cần bà là gì, đâu cần gì giỏi, mà cô này chắc học chưa ra trường được đó, là mới vô học vài ngày cái gặp anh Phương Phạm vết rồi, đâu có để học tiếp, chưa có, chưa chắc có cái bằng, mà cho dù có cái bằng đi nữa cũng không có nói lại được cái trình độ của cô, bởi vì thấy cô nói á, tiếng Việt cũng không xong, tiếng Anh cũng không xong, không xong đến cái mức thấp chứ không phải là không xong mức cao nha. Thì thành ra mình thấy cái người này không có thể làm được cái gì hết, thì chẳng qua là vì Phương Phạm làm thì cô bị dính vô thôi. Cho nên cái áo này thì cũng quá rộng cho Vương Phạm, vợ chồng Vương Phạm. Rồi, cặp kế tiếp không thể bỏ qua. Đáng lẽ mình đem Lăng Trương vô mặc cái áo này thử không? Nhưng mà mình thấy không và được, là bởi vì cái anh này ảnh ở Mỹ, ảnh không có bằng cấp gì hết. Ảnh ở Việt Nam có thể là ảnh học đại học Bách Khoa trường Hồ Chí Minh, nhưng mà khi mà người ta hỏi anh sợ anh không dám nhắc tên Hồ Chí Minh, anh chỉ nhắc tên là trường Phú Thọ Sài Gòn, trường Phú Thọ thôi, chứ cũng anh không dám nói Sài Gòn, anh sợ cũng chỉ nói thì Phú Thọ trước 75 là tức là sau này đổi thành trường Bách Khoa Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình xét tới hai nhân vật nổi tiếng mà khi mình bươi ra với mà nổi tiếng chứ hồi trước ấy, mình thấy chẳng ai để ý này, nhưng mà mình nhìn có quan hệ của Vương Phạm với lại cái phát ngôn marketing là mình biết ngay là cô này là cô chủ, còn anh kia là người làm công thôi. Thì hai vợ chồng này mình cũng có nói nhiều trên các channel của trên các video của mình ở trên channel của mình rồi, thì mình thấy đây là cái cặp vợ chồng mặt gần vừa cả vợ lẫn chồng luôn, là cái thứ nhất á là nó qua Mỹ cũng 10 năm rồi, thì với lại trước đó nó cũng có đi du học Úc, tuy là thì khi mình ở Mỹ cũng ba mấy năm 40 năm mà mình đọc mình hiểu mình này kia, chứ còn nói tiếng Anh á thì mình, bởi vì mình lớn tuổi rồi qua đây thì mình nói cũng không có giỏi, nói họ hiểu được thôi, chứ còn mình nói ra là nó dẹt à. Thì hai người này á, tại vì chỉ là mình nhìn thôi thì mình dựa trên cách viết, mà hai người này mình đâu có thấy họ viết tiếng Anh bao giờ, nhưng mình chỉ đoán là với ở khoảng chừng đó thì họ cũng là với lại có trình độ đại học rồi, thì họ cũng có thể là giỏi tiếng Anh tiếng Việt luôn. Đó nè. Thì không có thể nào mà họ viết chữ để chữ thể mà giống ngã như mà cái tên mà Bentley hay đi vô chữ người ta ha. Rồi cái thứ hai nữa, ảnh có cái tính cách thứ hai nữa là cái số 4, Realtor cò đất môi giới bất động sản. Thì cái anh chồng này ảnh đi học lấy cái bằng Realtor. Thì cô vợ này cũng đi chắc là chưa có bằng. Cái bằng này cũng dễ lấy thôi, đâu có gì khó. Đâu phải ví dụ như kế toán mà lấy thêm cái bằng BE. Thằng mày có không nói đó. Thì cái cô này có phụ chồng đi quảng cáo cho chồng. Rồi, thì nói chung là hai vợ chồng này mình cho luôn có cái tính chất thứ tư, tức là Realtor. Rồi thứ năm á, là hiểu rõ các dự án, dĩ nhiên rồi. Hai người này là quá hiểu rõ luôn, bởi vì chồng á thì không ra mặt, nhưng vợ á, cái dự án này là có mặt trên từng cái số. Có mặt tất cả cái dự án gì của Phương Phạm là đều có cô này hết. Cô Lile này. Như vậy, cổ có luôn cái tính chất thứ 5. Thứ 6 là nắm căn bản cái quy trình đầu tư dự án phát triển xây dựng về địa chất. Anh chàng này là kỹ sư địa chất, làm cho công ty dầu mỏ. Ha. Cha là công ty kỹ sư địa chất, làm cho công ty là giám đốc và khai thác ra dầu khí sông Hồng, rồi cũng là bí thư đảng ủy nữa. Thì dĩ nhiên, ảnh cũng có về địa chất cũng có. Thì mình cho cái này trong P, tức là possible, có một phần ở trong đó thôi, chứ không phải là 6 trọn vẹn. Cái tính chất thứ 6 á. Thứ 7 nữa, luôn che giấu thân phận. Đúng rồi, làm sao nó dám nói là cha tôi dạy, mẹ tôi dạy, hay là gì, mẹ là giáo viên, cha là bí thư rồi. Đâu ai nói, không nói, tự mình biết, mình tìm mình biết thôi. Thì mấy cái này á, thì mình cho là cũng che giấu thân phận, chỉ và giả đò tôi chỉ là một người Việt Nam ở miền Bắc, đi qua đây du học rồi ở lại, tự cô đó cũng nói của EB2 ở đây kia, chứ còn cái sự thật thế nào á thì họ đâu có nói ra, cho nên mình họ một che giấu thân phận. Rồi thứ bảy là che giấu thân phận hả. Thứ chín á, bên vực cái Ken của Vương Phạm và Brenda, mình không biết cái này cũng possible thôi, chứ cũng tại vì đâu có ra mặt đâu mà bên vực đâu có ra mặt đâu.
Nhưng mà Lý Lê á, Lê Ly á thì có bên vực, hãy nói đợi đó, hãy có ý là ngầm cái ý là nó nói là đợi đấy, hãy đợi đấy. Cô này á có ý hăm dọa người ta lắm, nghe ngon lắm. Bổ nghĩ cái cách cô ấy viết văn á là mình biết đây là một cái người mà thực sự đi qua Mỹ học hành ra, họ không bao giờ mà có cái thái độ đó đâu. Nó nghĩ nó là trước sau rồi nó cũng đạt được cái mức đó đó, cho nên nói mới dám nói những cái giọng điệu đợi đấy, hãy đợi đấy rồi coi ai thật ai giả ai thế nào. Đó là cái con này á. Rồi cái 10 luôn khoe fast food marketing. Đúng rồi, cô này là cổ cũng cũng là tại vì quảng cáo cho fast food marketing, mà trong khi cổ là nhân vật chính trong đó là cái chuyện nó tất nhiên rồi. Số 10 là luôn khoe fast food marketing, ai bài beauty xếp hạng cao trên cái incorporation 5.000. Rồi 11 luôn có mặt trên trên các channel và Trần Phương Phạm kênh Brandalam. Cái này thì boss tất nhiên rồi, nhưng mà ra mặt cái tên thiệt mà để mà viết comment á, thì không có. Nhưng mà mấy cái người này á, họ không biết cái comment bằng cái lời của họ, à, bằng bằng cái nick của họ xài mà ra công khai rồi á, họ xài cho giống như bức cái cộng lông của Tề Thiên Đại Thánh. Dĩ nhiên là có cái đó, bởi vì cái nồi cơm của họ họ bảo vệ cái chuyện đó tất nhiên rồi, không có cãi. Rõ ha. Như vậy những cái nhân vật mình đưa ra như Bình, Lý Thanh Bình, Nguyễn Danh Lam, Tuấn Nguyễn, vợ chồng Vương Phạm với Brandon Lam, vợ chồng Lý Lê với Hà Anh Vũ á, thì mình thấy cặp vợ chồng Lý Lê với Hà Anh Vũ á là đạt được nhiều tính chất nhất. Theo cách mình nói hồi nãy giờ đó, mình số 1, số 4, số 5, số 6, 7, 8, 9, 10, 11 rồi đó, là cái cặp vợ chồng này đạt hết. Nhưng mà có những cái thì chưa đạt, là viết sai lỗi chính tả hay là cái gì kia không có ha. Thì còn nhân vật cuối cùng, đây là nhân vật mình muốn nói. Thì cái anh nhân vật cuối cùng này á, ảnh chính là Realtor. À, nói chung là tất cả 12 tính chất này hợp với ảnh hết. 12 tính chất này là hợp với ảnh hết. Ảnh là Realtor, thông thạo Anh Việt, dĩ nhiên. Ảnh nói ra là lúc ấy ảnh tràn một tràng, ảnh gõ tiếng Anh liên tục. Một tràng dài, rồi lúc ảnh gõ tiếng Việt tràn dài luôn. À, Anh Việt ảnh thông thạo lắm. Mà trả lời tích tắc ngay, trả lời nhanh lắm chứ không phải rồi ngồi về tra hay là gì á, là chứng tỏ rằng ở Mỹ anh này á, với cái cách, với cái trình độ của anh này, với cách nói của anh á, mình nghĩ anh này đặt cái thứ nhất là thông thạo Anh Việt, cái thứ hai là ở trên Mỹ trên 15 năm ít nhất, có quốc tịch Mỹ luôn, là hai này. Cái thứ ba là sai lỗi chính tả hỏi ngã này kia thì không biết, bởi vì ảnh mình biết ảnh là toàn đánh máy không, đánh máy trên có mấy website của ảnh thì đâu có thể nào ảnh nói tiếng Việt đâu, toàn tiếng Anh, thành ra mình đâu có biết là khi mà ảnh comment á thì mình mới biết là cái Bentley là viết sai lỗi chính tả thôi. Chứ còn cái số 3 của này á thì mình không biết anh Colin Nguyễn. Anh Colin Nguyễn này á, khi mình tìm hiểu ra ảnh có tên là Cường, bởi vì mình nghe Vương Phạm có lần kêu anh Cường trong một cái video clip. Và khi mình tìm hiểu ra thì có một Nguyễn Xuân Cường cũng tên Colin Nguyễn, cũng ở cái địa chỉ của nhà anh này mà cũng làm Reuters luôn. Thì mình đó, mình đưa ra cho các bạn thôi, chứ mình không có đưa ra cái này, là mình nghe Vương Phạm nói nha. Rồi mình thấy tại Colin Nguyễn này á là đó, 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 mình bây giờ mình xét qua 12 tính chất, 12 tính chất rồi mình nói sao. Cái thứ tư nữa là anh làm Realtor cò đất môi giới bất động sản. Thì đúng rồi, anh chàng này để tên trên cái website của Hoa HER là Realtor mua agent mà bay cho buyer, tức là cho Vương Phạm mua cái miếng đất 141 mẫu đó. À, là cái anh Realtor, là anh Colin Nguyễn này là anh là Realtor rồi nè, nắm rõ căn bản cái quy trình đầu tư cái dự án phát triển xây dựng và nguyên cả về địa chất anh này cũng rành. Là bởi vì khi mà nói chuyện á, mình nghĩ rằng anh này hiểu rõ về những cái vấn đề đó. Với lại tại sao mình nghĩ cái đó là mình nhận qua là cái lời anh viết hả, cho nên anh đi delete liền, anh sợ cho người ta nắm rõ anh là ai. Thì nhưng mà mình á thì hồi mình hồi nhỏ mình rất thích chơi những cái trò chơi mà tìm ra thủ phạm lắm. Tiếc rằng mình không có dịp để mình trở thành luật sư hay là thành ra những cái thám tử rồi này kia, mình học cái ngành khác. Chứ mình thích cho những cái ngành này lắm. Mình điều tra muốn che giấu thân phận, xóa comment là chính xác là cái anh Bentley. Nhưng mà mình không biết cái anh mà Colin Nguyễn này ảnh có xóa comment không, tại vì ảnh đâu có vô, mình đâu có biết ảnh có hai ảnh lấy nick gì hay cái gì, mình không biết. Cái đó là mình không biết. Nhưng mà Bentley là có cái đó.
thì bao giờ mình biết chính xác là ví dụ mình ngồi ảnh hay là gì ảnh mình thấy ảnh ảnh vô ảnh say in vô cái Bentley á thì mình mới biết là Colin Nguyễn này, chứ bây giờ mình nói là mình nói mò thôi này, giống như là mù sờ voi thôi. Thì cái thứ 8 nữa, phủ nhận hợp tác với FBI Fastball Marketing. Thì dĩ nhiên rồi, có ai mà chịu chấp nhận là hợp tác thôi. Ảnh chỉ làm với cái anh Colin Nguyễn này, thậm chí ảnh đi làm ảnh luôn luôn đeo kính đen rồi lát mình sẽ đưa những cái hình ảnh đó các bạn coi, là ảnh phủ nhận. Ảnh phủ nhận cái anh này, ảnh không muốn cho người ta, ảnh không muốn lộ diện. Rồi bên vực 100% cái tên Vương Phạm Prada thì đó là cái nick của Bentley, cái tên của Bentley. Mà rồi đó khoe số 10 là khoe Fastball Marketing, thì cái chuyện đó là cả một đám của nó ai cũng khoe hết trơn. Ai mà giờ làm với Vương Phạm, với cái tập đoàn của Vương Phạm, với cái tổ chức của Vương Phạm thì đều như vậy hết, chứ không có anh nó khoe cho bị đuổi á. Hoặc là nếu nó ở trên thì có lợi hại cho nó, mà ở dưới thì nó làm hại cho cái công ty thì người ta sẽ đuổi thôi. Thành ra bắt buộc nó phải là đi khoe, thì cái điều số 10 là bắt buộc phải có thôi, luôn trên các channel web, rồi comment, email, gọi điện thoại là mình nói về cái nick Bentley. Mà cái tính cách của anh Colin Nguyễn này mình đâu có biết, mình đâu có tiếp xúc đâu biết, mình đưa ra để cộng đồng xác định thôi, chứ mình không biết rõ là cái Bentley Nguyễn Cường, Xuân Nguyễn hay cái gì này có phải là Bentley hay không. Nhưng mà cái tính cách 12 tính cách mình đưa ra là tính cách của Bentley này nó phù hợp với cái anh Colin Nguyễn. Đây, anh này chính là realtor của miếng đất 14294, cái địa chỉ 12 Costana Road này. Thì cái đây là 141 đây. Rồi có những cái dự án của anh này, dự án của Vương Phạm, mà Vương Phạm nói là này có partner là đã coi như là đã lo hết cái phần mua đất, phần tiền mua đất rồi, chỉ kêu gọi đầu tư để xây dựng hạ tầng cơ sở đó. Kêu gọi cái này là để hạ tầng cơ sở, rồi nói rằng đã bán bên Dior Holding đó, đã đưa cái giấy gọi là LOI, hay là cái coi như là có khuynh hướng là đặt cọc sẽ mua cái miếng đất này nếu mà nó đã là hoàn thành cái xây dựng căn bản hạ tầng rồi thì bên kia sẽ mua. Nhưng mà khi mà nói ra thì nó làm như là người ta đã mua rồi đại khái những cái này là nó đã tự thú nhận rằng nó nói xạo. Thì nhưng mà cái anh chàng này tức là partner của cái Vương Phạm trong cái dự án này, vì lý do đó mà cộng đồng mạng khán thính giả như mình đi coi vô cái Vương Phạm đưa ra cái giấy tờ rối mù cái đầu luôn, nhức đầu luôn, ai mà bị cao máu dám đứt mạch máu não chết luôn á. Tại vì đưa ra một cái đống loạn cao, lúc thì survey làm ở đâu mấy năm trước, lúc thì nó vừa làm xong để trước khi nó quyết định mua nó làm những cái đó, rồi những cái mà 3-4 cái bước đó, nó lấy nhiều cái miếng đất đó, nó gộp lại hỏi ai mà tìm cho ra, ai mà bươi cho ra. Đây là chính cái anh này, ảnh cung cấp giấy tờ. Tại vì mấy đứa kia mình nghĩ không có thể nào mà nó có những cái giấy tờ sao. Thậm chí cái lân trường á, tuy là cho dù có thực sự học gì ở bên Việt Nam, có cái bằng kỹ sư xây dựng ở Việt Nam, qua đây là đồ bỏ. Cái xây dựng ở Việt Nam, ở cái code xây dựng của Mỹ nó khác. Rồi mà muốn làm mà cái thì phải có là bằng trở lại, rồi phải có license, rồi năm cái này kia mới đi làm được những cái công trình này. Như mà ảnh chỉ xài software rồi in đại ra tờ giấy, cầm như tờ giấy lộn đi lè thiên hạ thôi. Thì phải nhờ một người có thực hiểu về các cái công trình xây dựng á, thì chính cái anh này, ngoài cái realtor của ảnh là hiểu nắm rõ hết những cái mà giấy tờ cần thiết để phát triển để cho một cái công trình mà xây dựng hạ tầng cơ sở như ảnh này đó. Thì đây là cái hình Vương Phạm chụp rồi đưa lên ở trên Facebook á, thì mình đây cái là mình nghi thôi chứ mình không biết. Thôi cái ông này mình để ra mình nghi là ông hàng xóm, nhưng mà mình cũng không biết ông là ai, mà cũng đưa ra vấn đề mình chứng là vòng tròn là nhân vật này, là cái anh này á, là anh cò đất đây, chính là anh Colin Nguyễn của Vương Phạm, mà anh Phượng trong này lúc này á, ảnh kẹp anh Cường đó. Thì đây là miếng đất 141 mà. Rồi kể tiếp. Và cũng có một người trên cái comment á, thì cái tên Tuấn Trần này á, mình cái này mình copy lâu rồi, 8 tháng ago. Anh đi tờ mình biết, anh đi tờ này mình biết là vì ảnh là người mình hùng vốn mua một miếng đất. Anh ta là realtor và làm trong land developer. À, cái điều này anh này nói đúng này.
anh này không không phải là anh chỉ nói, cho nên mình nghĩ đây là nó đúng, cho nên mình viết copy lại, mình viết cắt lại, screenshot nó lại. Thì anh này là đúng là Realtor mà cũng land developer luôn. Thì công ty của anh Realtor này hợp tác với Vương Phạm để làm hạ tầng cơ sở, bán lót, bán nền á cho mấy tụi builder. Đúng rồi. Này, đó đó là cái kế hoạch 141 á, lúc đầu là 141 á là hợp tác với anh này. Mà các anh, mình có một người khán thính giả nói với mình á là Vương Phạm bị lừa rồi. Mua miếng đất. Tại vì anh này cũng nằm trong ngành xây dựng, cũng đầu tư dự án phát triển rồi này kia đó, thì ảnh mới nói là miếng đất đó bị lọt xuống một vũng sình rồi. Thì này kia, cho nên á Vương Phạm chính là bị cái tên Realtor này lừa gạt. À. Vương Phạm bị cái anh Realtor này, người kia nói với mình nghe, mình nói lại thôi, mình không có cái bằng chứng gì, mình chỉ nói lại. Mà mình thấy đúng, là bởi vì nếu các bạn search trên Google ra, dùng bản đồ về những cái vùng lục, bạn bỏ vô là bạn thấy nó nằm trong cái vùng lục à. Vùng là đất thấp mà vừa và có mạch nước làm lên, là quét lên, tức là không, dù nó cao đi nữa mà nó có mạch nước nó ngầm ở dưới đó, là nó cũng là nó không có thể nào mà để mà xây nhà được. Rồi, cái anh này nói tiếp á. Thật sự Vương Phạm cũng nói không đúng lắm, nên người coi YouTube hiểu lầm. Vương Phạm nói như vậy để kêu gọi đầu tư vào khai thác hai miếng đất. Nói chung Vương Phạm cũng có thực lực đó. Đúng rồi. Mình nói về Vương Phạm có thực lực bởi vì được tài trợ tài chính ở của một khối, một đám, một ba bốn đám ở phía sau. Dĩ nhiên là có. Còn Vương Phạm thì dám thí mặn cùi ra đứng mũi chịu sào. Thì dĩ nhiên là sẽ thực hiện, nhưng mà thực hiện để đúng á thì các, nếu mà âm thầm á, thì có thể thành công chứ, âm thầm với lại là chọn và partner mà cho đúng á. Còn cái partner này thì mình không biết nha, tại vì cái chuyện nội bộ của họ mình không biết. Rồi cái tiếp, và trong cái dự án 141 á, Vương Phạm khởi công dự án 141 là xây 450 căn nhà, tìm người hợp tác phát triển dự án 550 mẫu cho 1.500 căn nhà. Thì trong cái dự án này, cái đơn xin xin đất làm nông hả, gọi là đất nông nghiệp, xin đất nông nghiệp lên đất thổ cư, thì cái anh chàng ký tên này là Colin Nguyễn, là owner, land owner, là một người chủ đất ha, bạn thấy không, là một petitioner, tức là người đứng đơn xin đó là cái anh này, nghĩa là ảnh là partner, ảnh là cái chủ đất của Vương Phạm đó, cho nên mình không biết ảnh bao nhiêu phần trăm trong này. Mà Lân Trương cũng nói là tham gia mua đất xây dự án, làm dự án hạ tầng cơ sở hoặc là sao phân lô gì, không biết là miếng đất này hay là miếng đất 44 mẫu, miếng này là 141 mẫu hay là miếng 550 mẫu, mình không biết nha. Đây tất cả là coi như là mấy cái này là, rồi các anh ông hàng xóm đó, cái công ty đầu tiên của ổng á, rồi đó công ty của ổng á là một công ty, mình nói vậy thôi tại vì cái này mình không có đào sâu, do đó mà đây mình tìm cái nhân vật thôi. Thì Vương Phạm á, cái ông mà bán đất á, ổng có cái công ty rồi. Cái công ty nó chuyển qua Vương Phạm. Vương Phạm là cái, lập ra cái công ty gọi là Fastboy Cotton Road. À, rồi sau đó lại chuyển qua một cái công ty mà mượn á. Thì lại mượn tiền thế chấp á gì á. Thì một tay một cái công ty của Vương Phạm luôn, nhưng mà nó là investment. Rồi sau đó lại qua một cái công ty. Nói chung là những cái dự án của Vương Phạm là sử dụng tất cả những cái công ty mà Vương Phạm lập ra. Những công ty đó lập ra thì cũng dễ dàng thôi, nhưng mà trên để cái cách thực hiện của họ là, cho nên mới nói là nó rất là giống như ma trận á, không có thể nào mình tìm ra, mình phải là người ở trong đưa ra là mới hiểu được cái đi theo chiều lối nào, bởi vì đây không phải là cái chuyên môn của mình. Đây các bạn ngó cho kỹ á, là Colin Nguyễn ký ngày 15 tháng 9 năm 21, ngày 3 tháng 9 á, là miếng đất này được bán. Thì sau khi mua rồi á, thủ tục hoàn thành rồi á, thì anh chàng chủ đất này là anh Colin Nguyễn, anh mới đệ đơn lên để xin là để làm thổ cư này kia. Rồi đó là cái anh Colin Nguyễn là bạn biết à, không những là Realtor này, không những mà anh còn là chủ đất, anh là partner với Vương Phạm. Partner là người hùng vốn làm ăn hả, là người làm hùng vốn với Vương Phạm á. Kế tiếp, anh này không những Realtor cho đất đai mà nhà cửa, nhà commercial đồ này kia, đây là nhà hàng, cái anh này đây, ảnh là Colin Nguyễn đó. Đó, ở trong cái vụ mà hợp tác làm ăn này thì có Vương Phạm luôn.
cái nhà hàng lẩu tiền tỷ đập phá xây dựng lại. Đây là anh đây ngồi đây. Bạn muốn mà coi thử cái anh này có phải Colin Nguyễn á, bạn để cái hình cho to ra thì bạn so từ cái lỗ tai dùng Photoshop bạn đo lên, bạn tính mặt rồi ra y chang này. Ảnh đó chứ không ai hết. Đây là những cái hình, những đồ người ta đã đưa ra cho công chúng nha, mà không phải chạy vô nhà họ đi ăn cắp tài liệu của nhà họ mà đưa ra đâu, nó để trên đó. Ảnh cái này thì mình chụp ở phía sau thôi. Ở đây là Phương Phạm nói mình, quên, cái Khoa Bắc nói, ở đây là kênh của Khoa Bắc mà bây giờ nó delete rồi. Thì chỗ này mình để low caption á, thì nó lên giá 250.000 là mua lại location. Mới là chỉ bước 1, sau đó mình sẽ đập phá hết thiết kế lại nhà. À, chú chà. Ngon, nó đập hết đó. Nó ẩm ờ này thôi. Nó ẩm ờ vậy là để người mà không hiểu á. Thì nghĩ anh chàng này á, mua cả cái building này, rồi đập hết làm lại. Đây, đây là cái hình. Cái bữa đó là Vương Phạm với Lăng Trường muốn đóng kịch, là muốn chứng tỏ rằng Dia Holding này á, đã mua cái dự án của 141, mua cái dự án là mua nền á, lại để xây nhà, là cái anh này đại diện Bank Builder mà mình đã nói trong một cái video trước rồi, lâu rồi á. Thì cái anh này Builder này, anh không biết gì, anh Vương Phạm nói vô cửa là hai hoa vua rồi đại khái này kia là một người, rồi giờ nói chuyện rồi là giống như là hai người mới lần đầu gặp mặt. Không phải giống mà rõ ràng là hai người mới lần đầu gặp mặt, không biết gì về nhau hết. Trong đó thì có cái anh chàng Colin Nguyễn này đã đứng ra phía trong, đứng bên trong rồi. Đứng bên trong rồi là tức là ảnh đã môi giới nói chuyện với anh này là bây giờ có một cái có thể thôi nghe. Cái này là mình suy nghĩ thôi, chứ mình không có bằng chứng. Ảnh nói là ta đưa cho mày một cái mối làm ăn, cái thằng này tới muốn mua nhà hay là cái gì đó. Có cái ý là mua nhà rồi gì gì vậy, hay là nó cũng có cái xây dựng đại khái vậy đó. À, nó cũng đang cái ngành làm ăn rồi vậy đó, là anh này có lợi anh phải bỏ thời giờ ra để mà tiếp chứ đâu có phải mà tự nhiên là tiếp, nhưng mà chắc chắn không phải dính dáng gì tới 141 hết. Thì anh này anh ở trước ở trong á, mà bạn thấy đặc biệt là gì không, ở trong phòng chắc anh nói anh này là tôi bị đỏ mắt á, tôi phải đeo kính tại vì anh không muốn bị nhận diện, anh mới đeo cái kính này chứ tại vì anh núp lén lén cái máy cái này hả, anh nói là tích tắc một cái thời khắc, một sát na rất là nhỏ, không có thể nào mà thấy ảnh. Nếu mà bạn coi cái tốc độ bình thường, mình phải chỉ chậm xuống mình phải bắt được cái hình thôi, chứ tại vì ảnh là ẩn núp núp mà đó. Thì đây chính là cái người tại vì anh này á, ảnh không những realtor mà ảnh là civil engineer nữa, ảnh là kỹ sư xây dựng nè, rồi ảnh có là lát mình nói ảnh là coordinator của một cái công ty nữa. Đây, đây là mình biết là anh này giữ cái vai trò quan trọng mà điều khiển được Vương Phạm với lại Lân Trường. Là, nhưng mà luôn luôn che giấu thân phận là cái anh Colin Nguyễn này. Đây, bạn thấy này, khi Vương Phạm vừa bước vô á, là trong đây giờ đã tư thế chuẩn bị rồi. Vừa bước vô cửa, ngay gạch cửa mới chào xã giao với anh này, anh này đứng sẵn ở đâu cười nịnh bợ. Đó. Này, anh này ở đó. Anh này ra hai bên là cười xã giao để mà mới đầu lúc đầu mới gặp mặt. Thì anh Vương Phạm mới đề ở dưới này anh là Eric sếp của lớn của công ty xây dựng đi hosting rồi này kia đó. Anh thấy là cái này là núp ở đâu sẵn mà trong mát đó, ở trong này mát hết trơn, mà thấy có ai đeo kính đen đâu, mình ảnh à, anh này cần thị màng nha, mà bữa hôm đó anh đeo kính đen đó, không biết kính ra kính gọi là kính râm, mà kính râm đó không biết có đây. Thì cái tài liệu này cũng công khai trên internet á, bạn search ra Colin Nguyễn ảnh ra thôi, thì ảnh là Land Development Coordinator của Texas, tại đập Texas hay Texas gì đó, Texas Engineering Management, cái công ty đó, ảnh đó, ảnh là kế tiếp á, là mình sẽ mở ra cái kế tiếp á, đây này, không phải, đây, thì ảnh có cái bằng bachelor của civil engineering. Cái này á, bạn cũng không có nên tin vô ba cái website link in này. Nhưng mà đây là cái lời tự bạch, tự viết của họ. Thì họ muốn chọn cái gì họ viết cái đấy, cũng không ai kiểm chứng. Ví dụ như là, nhưng mà đây là cái lời của anh ta tự viết, không ai ép buộc anh viết. Thì ảnh viết ảnh là để cái công việc chính của ảnh là Land Development Coordinator của cái công ty mà về tên là Texas này, Engineering Management. Đấy. Rồi trước đó ảnh đã từng làm chủ cái công ty khoan gì đó, Soltex. Mình thấy cái chữ này rồi nha, mình thấy cái chữ này ở đâu trong giấy tờ của Vương Phạm á.
Tại vì mình thấy cái chữ ngộ ngộ thành ra mình nhớ đó. Nhớ đâu trong cái giấy tờ của ông Phạm mà giờ trời lục ra đâu có lục hết mấy cái video nó chắc chết quá. Rồi Land Development Specialist nữa. Từ 2015-2017, ảnh không nói ảnh tốt nghiệp mà năm nào. Nhưng mà cái khả năng của ảnh về engineer là geotechnical á của ảnh á là được 13 cái endorsement. Cái civil engineer á, engineering á thì chỉ có 8. Đại khái là anh này cũng về trong cái lĩnh vực mà xây dựng hạ tầng cơ sở là anh này đủ khả năng để đứng ra mà liên lạc với công ty này công ty kia. Ảnh là môi giới, ảnh là cung cấp giấy tờ cho những cái dự án của Phương Phạm. Mà những giấy tờ đó không có phải là của 141, chỉ có một số ít của 141 thì dĩ nhiên khi mua là phải điều tra về địa chất hay là gì họ mua. Còn tại vì chưa xây dựng hạ tầng cơ sở cho nên có những cái là không phải của 141. Đó là suy nghĩ của mình nói thôi chứ mình cái này là hoàn toàn nói về những suy nghĩ rồi các bạn coi, các bạn dùng đầu óc của các bạn mà kiểm chứng lại chứ mình không có dẫn dắt các bạn phải tin theo mình nha. Đây là cái suy nghĩ của mình chia sẻ với các bạn thôi. Rồi cái mình muốn nói tiếp là gì? Để mình coi qua đây. Không, mình đi qua. Đó là cái nhà của anh ta mình không muốn nói. Cái nhà cũng mình cũng biết địa chỉ biết hết rồi. Nhờ cái đó mình mới biết rằng biết cái gì. Để mình đưa ra lại cái đầu tiên. Cái đầu tiên mình để làm. Đây là những cái mà mình muốn nói thêm. Rồi những cái đó bây giờ thì trong tất cả các nhân vật mình đưa ra thì cái nhân vật Colin Nguyễn này nghe Vương Phạm cái cường mà không biết có phải là Nguyễn Xuân Cường này lại là không. Thì mình search ra mình cũng biết tuổi tác, địa chỉ, số nhà của anh hết, biết luôn vợ anh là ai nữa, biết là cô vợ làm nghề gì, bỏ cái job và gì, chuyển qua job gì. Và đặc biệt từ đó mình mới tìm ra cô này đóng góp một cái vai trò quan trọng trong cái chuyện thế chấp ngân hàng của Vương Phạm. Mình nói các bạn đó, mình sẽ có một cái video kế tiếp. Bây giờ mình chỉ bật mí chút xíu để bạn biết là mình xác định nhân vật này không phải tự nhiên mình đưa ra ngay, mình có chứng cứ hết đó. Mình nói ra nhưng mà mình không bắt buộc các bạn phải tin mình. Các bạn muốn tin cái điều gì, các bạn phải dùng đầu óc các bạn phán xét. Các bạn phải dùng cái kiến thức của các bạn để mà thẩm định. Chứ đừng mình đưa ra rồi nó ôi chà, hồi trước thì chữ ông Lý Thanh Bình, bây giờ chuyển qua bây giờ chữ ông này. Các bạn đừng có như vậy, các bạn coi các bạn cái người này có đúng là cái một người mà điều khiển lân trương với Vương Phạm làm ra cái dự án 141 hay không? Các người này có phải cái người mà đi chửi các bạn, hù dọa các bạn hay không? Là các bạn tự xét nha. Mình không nói. Đây là suy nghĩ của mình. Mình biết ảnh đó. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của mình. Rồi. Hồi nãy giờ nói một rác cổ. Bây giờ mình phải đúc kết lại. Thì bây giờ mình muốn nói như hồi nãy giờ thì mình cũng nói qua từng nhân vật rồi. Thì mình tóm tắt lại thì các anh, cái gọi là cái cử tri sáng giá nhất là các anh Colin Nguyễn. Nè. Rồi mà đặc biệt các anh Colin Nguyễn này, ảnh đầy mình ba cái vụ kiện cáo nè. Ảnh có một cái vụ kiện năm 2017 á, ảnh cũng có kiện một người chắc là thuê nhà, thuê đất gì của ảnh á. À, là có cái vụ kiện đó. Mình nói sơ qua thôi, mình cũng có để trên này. Nhưng mà thôi, mình không có muốn đại khái vậy đó. Nghĩa là mình cũng biết anh này đã hớ cái kiện, hớ cái hù dọa là bởi vì ảnh chuyên môn mà. Ảnh chuyên môn được cái nghề vậy đó, hù dọa người ta. Rồi cái ghê mình nói ảnh là vợ ảnh là có liên quan tới cái vụ mà thế chấp ngân hàng hiện đại của Vương Phạm á trong năm 2022 này. Rồi kết luận lại, một điều mình muốn nói ở đây á là khi mình bản thân của Bao Đồng đưa ra tin tức là chỉ cho các bạn suy nghĩ các bạn liên quan tới cái liên quan tới những cái project của Vương Phạm. Ví dụ như là các bạn là người đầu tư hay là các bạn bây giờ là người cùng tham gia với Vương Phạm làm những cái dự án đó thì các bạn coi lại mình nói có đúng không? Nói cái này dễ bị nhục lắm nha, là dễ nói bậy lắm, là bởi vì các bạn ở trong các bạn hiểu rõ điều gì. Mà mình ở ngoài đây là mù sờ voi mà mình nói bậy á, là các bạn biết ngay mình là một đứa ngu, một đứa ngốc liền. Mình biết chắc chắn các bạn sẽ cười những cái người mà không biết gì mà nói rồi. Cho nên những cái tin tức mình đưa ra là mình đã chắc lọc bằng cái trí não của mình. Nếu có sai là khả năng của mình tới đó thôi, chứ không có ý bôi nhọ hoặc là không có ý bẻ sai sự thật. Cho nên mình rất là hoan nghênh đón nhận những người đã từng làm việc với Phương Phạm và nhận ngay cả những người mà
đã coi như là đóng kịch với Phương Phạm đó, như là Lý Thanh Bình, mà họ quay xe bẻ ghi bẻ lái. Sau này họ dùng chữ quay xe chứ hồi trước họ gọi là bẻ lái hay là bẻ ghi. Rành ví dụ như xe lửa là họ coi bẻ ghi là đi cái con đường rầy này lạch qua con đường khác đi, à, bẻ ghi hoặc bẻ lái đi. Thì tôi rất là trân trọng những cái kiến thức của bạn chia sẻ, và mình á có lợi ích khi nhận được những cái nguồn tin chính xác như vậy, có lợi ích cho những người đi tìm ra sự thật. Thế mà mình không phải là mình sử dụng mà mình biết sai mà mình vẫn tiếp tục cái sai để mình câu view này kia, mình không có phải lại như vậy. Mình chấp nhận không ai coi kênh của mình, bạn thấy đó là biết rồi, kênh của mình nó chẳng bao giờ mà kêu sắp cho tôi hay là gì. Nhưng mà tuy là không kêu gọi sắp cho mình, nhưng mà mình cũng cầu mong, mong muốn chứ nói cầu mong nó có vẻ là năn nỉ quá. Ai like được thì like cho nó đỡ bị report khác. Nếu lỡ tại vì mình nói móc tới người ta, đụng tới người ta, cái nó report mình á, thì mình bị mà phiền phức. Có nhiều khi là bị đóng lại mất công. Thành ra ví dụ bạn nào thấy hay thấy hữu cho bạn cứ bấm like cái đi cho nó khỏe, cho mình khỏe chứ không. Rồi các bạn muốn mà lấy tin tức của mình chứ mình nói ra mình bị đóng cái channel là cũng thì dĩ nhiên những cái việc mình làm này nó không có đủ cái lợi ích gì cho cái công mình hết đó, nhưng mà mình thích làm, thành ra mình muốn chia sẻ với các bạn thôi, chứ không phải là vì đồng tiền mà mình đi nói láo nói xạo để mà hại ai. Thì cái người nào lỡ mà mình đụng chạm tới nồi cơm của các bạn hiểu, tại vì các bạn làm sai thôi, chứ tôi là không có muốn mà đụng chạm tới các bạn đâu. Nếu mà các bạn làm im, bạn không có lên internet mà bolo bola thì tôi đâu có biết bạn là ai đâu. Rồi như vậy á. À, và cũng đặc biệt á, mình ngạc nhiên về anh Lý Thanh Bình này, ảnh qua Mỹ lâu mà tại sao không biết lý do gì mà đưa quỹ dẫn đường, mà đưa lối quỹ dẫn đường sao mà lại đi làm với Văn Phạm. Tôi ấn nói chuyện với ông này để hiểu rõ tại vì sao ông làm vậy. Rồi thôi, phải nói là thật đáng tiếc ổng á, thì clip của mình á thì dừng tại đây. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.